Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay ngày 15 tháng 4 năm 2024, trong video hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cập nhật cho tất cả quý vị và các bạn thấy được toàn cảnh những cái tiến độ mới nhất của dự án cầu vòm Trần Hoàng Na nối quận Ninh Kiều và quận Cái Răng của thành phố Cần Thơ. Sau nhiều lần trễ hẹn, hôm nay thì mình thấy là cầu vòm Trần Hoàng Na có rất là nhiều sự thay đổi. Đầu tiên, phía bên dưới mặt đường thì các đơn vị thi công cũng đã hoàn thành quá trình sơn kẻ đường, rồi hệ thống chỉ dẫn, rồi hệ thống đèn chiếu sáng trên di văn cũng như là hệ thống các biển báo an toàn giao thông cũng đã hoàn thiện rồi. Và bây giờ thì đang chờ hội đồng nghiệm thu lần cuối nữa là sẽ chính thức thông xe dự án cầu Trần Hoàng Na này trước dịp lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 năm 2024. Vào buổi tối thì cầu vòm Trần Hoàng Na này nhìn rất là đẹp luôn ạ. Sau khi hoàn thành, dự án cầu Trần Hoàng Na sẽ kết nối quốc lộ 1A vào trung tâm các tuyến đường của thành phố Cần Thơ. Vậy thì sau nhiều lần trễ hẹn, dự án cầu Trần Hoàng Na trước ngày thông xe như thế nào thì bây giờ mời tất cả quý vị và các bạn cùng nhau tiếp tục theo dõi đến hết video với mình nhé.